Rồi Hiếu đọc lại toàn bộ bài 12 cho thầy đi Hiếu. Dạ thầy. Đọc đề bài bài 12 và đọc bài giải con. Dạ dạ rồi. Cho đường tròn tâm O đường kính AB qua C thuộc đường tròn tâm O, vẽ tiếp tuyến D của đường tròn tâm O, vẽ AX song song BI, cắt được cắt tiếp tuyến D tại E và F. A gọi Y là trung điểm của EF, chứng minh rằng diện tích của EIO bằng diện tích AIO. B vẽ IH vuông góc với AB, chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y đường đường kính EF. Giải A ta có AE song song với BF. AE FB là hình thang có Y là trung điểm của EF, O là trung điểm của AB. Giải thuyết suy ra EO là đường trung bình của hình thang AE FB, suy ra EO song song AE song song BF mà diện tích tam giác EIO bằng tiếp tuyến. Dạ. Khoảng cách chứ D là khoảng cách. Dạ, khoảng cách E và E tới đến IO. Dạ, E tính IO nhân IO chia 2 diện tích của tam giác AIO bằng khoảng cách của A đến IO nhân IO chia 2. Trong đó khoảng cách của E đến IO là khoảng cách từ đỉnh E đến đoạn IO. Khoảng cách của A đến IO là khoảng cách từ đỉnh A đến đoạn IO mà D mà khoảng cách E E đến IO bằng khoảng cách A đến IO do AE song song với IO. Vậy diện tích tam giác EIO bằng khoảng cách E đến IO nhân IO chia 2 bằng khoảng cách A tới IO nhân IO chia 2 bằng diện tích tam giác AIO. Điều phải chứng minh B ta có diện tích tam giác EIO bằng EI nhân CO chia 2 bằng EI nhân R nhân bán kính đường tròn tâm O chia 2. Diện tích của tam giác AIO bằng IH nhân AO chia 2 bằng IH nhân bán kính đường tròn tâm O chia 2 mà diện tích tam giác AIO bằng diện tích tam giác AIO chứng minh trên. Do đó IE bằng IH hay H thuộc đường tròn tâm Y đường kính AF do IE là bán kính của đường tròn tâm Y. Tiếp đường tròn tâm Y có IH vuông góc với AB, giải thuyết và H thuộc đường tròn tâm Y chứng minh trên. Vậy AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Rồi, qua bài tập này thầy chỉ dặn dò cho em một cái khái niệm, đó là nếu có hai đường song song thì khoảng cách từ hai điểm bất kỳ nằm trên một đường tới cái đường song song còn lại luôn luôn bằng nhau. Nhớ kiến thức này được chưa nào? Rồi, xong Hương đọc cho hai bài 13. Nhà đưa thầy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn kính BC, vẽ đường cao AH trên BC lấy điểm M sao cho HB bằng HM, vẽ đường tròn tâm Y, vẽ Y đường kính MC, vẽ đường tròn tâm Y đường kính MC. Dạ, vẽ đường tròn tâm Y đường kính MC cách AC tại D. A chứng minh rằng ABMD là hình thang cân và A bằng ND, B chứng minh là ND tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Như vậy, con sẽ quan sát hình nào trong ba hình phía dưới? Nhìn hình số mấy? Nhìn hình số mấy không? Đọc đề, quan sát hình, hình mấy? Số 1 này. Số mấy con? Số 1. Rồi, con vẽ hình chưa?
Được chưa? Rồi, chờ con ít phút con vẽ. Đầu tiên á, tam giác ABC nội tiếp nửa đường tròn O. Đường kính BC thì luôn luôn được kính thước gì? Đó là tam giác vuông. Nhớ lý thuyết này. Luôn luôn là tam giác vuông, phải chứng minh trước. Được chưa? Đây là định lý, phải lưu ý. Luôn luôn phải nhớ điều này. Trên BC lấy điểm M, sao cho HB bằng HM. Như vậy vẽ hình phải chính xác tuyệt đối. HB bằng HM. Vẽ đường tròn Y, đường kính MC thì làm tương tự. Đó là tam giác MDC, cũng nội tiếp nửa đường tròn Y. Đường kính gì? Đường kính MC. Đây, nửa đường tròn Y, đường kính MC thì kính thước tương tự. Đó là tam giác MDC vuông tại D. Đây cũng là định lý luôn. Như vậy là ta đang có hai điều. Đó là BA vuông góc AC. Và điều gì? MD cũng vuông góc AC. Chứng minh trên mới chứng minh tam giác vuông đó. Vì nó cùng vuông góc với AC kiểu đó thì đây là kiến thức song song cơ bản. Đó là AB song song MD. Mà song song thì nó là hình thang cái đã. Đó là ABMD, là hình thang. Đó, đầu tiên phải chứng minh đó là hình thang cái đã. Rồi sau đó mới nói tới câu chuyện hình thang cân ABMD. Nhưng mà đâu có cân, hình như nó vuông phải không song hướng? ABMD là hình thang cân, yeah. Hình thang vuông thì là hình thang cân. Cân không? Sao cân được? ABMD có nhìn góc cân không? Dạ không. Ờ, vuông hay cân? Dạ vuông. Ờ, hình thang vuông đúng không? Mà có góc nào bằng 90 độ? Dạ D. Cục D hả? Đọc 3 chữ chứ. B, A, D với góc nào nữa? Với góc nào? A, D, M bằng bao nhiêu độ? Hình thang có góc 90 độ là hình thang gì? Hình thang vuông. Được chưa? Xong ý thứ nhất. Ý thứ hai là chứng minh HA bằng HD. Có thấy HA bằng HD chưa? Rồi vì sao HA bằng HD được bây giờ? Con có suy nghĩ gì? Con biết. Chưa biết đúng không? Ở đây con quên mất còn một giả thiết mà nãy giờ con chưa xài, đó là HB bằng HM, con xài chưa? Dạ chưa. Chưa. Như vậy thầy sẽ dùng kiến thức của đường trung bình. Như vậy thầy gọi một cái điểm E đi, là trung điểm của AD. E là trung điểm của AD. Gọi E, thầy chưa có vẽ hình nha, nhưng gọi E là trung điểm của AD. Có thêm H là trung điểm của ai nữa? Của BM, giả thiết. Từ đó suy ra được ai sẽ là đường trung bình. Đó là HE là đường trung bình. Hai trung điểm thì nó là đường trung bình của hình thang. Hình thang mới chứng minh xong đó, phải tận dụng cái câu hình thang. Như vậy là HE là đường trung bình của hình thang BADM. Đồng ngược là ABMD cũng được. Đồng ý không bạn Sông Hương? Mà đường trung bình thì suy ra được tính chất gì? Đó là tính chất song song. Như vậy là HE song song với AB, song song với MD. Đúng chưa?
mà AB thì lại vuông góc với AD chứng minh trên hồi nãy. Từ đó suy ra được HE cũng phải vuông góc với AD luôn, vì nó song song. Được chưa? Rồi xét tam giác AHD. Tam giác AHD này có những yếu tố gì? Đó là có những yếu tố HE là đường trung tuyến. Tại vì hồi nãy mình gọi E là trung điểm mà, nên HE là đường trung tuyến. Đồng thời là đường gì? Đồng thời là đường cao. Mới chứng minh xong nó là đường cao. HE là đường trung tuyến, đồng thời là đường cao. Nên suy ra nó là tam giác gì con? Tam giác gì mà đường trung tuyến đồng thời là đường cao? Tam giác gì Song Hương? Tam giác gì mà vừa đồng thời trung tuyến, trung tuyến và đồng thời là đường cao con? Tam giác cân. Tam giác cân thì mình sẽ suy ra được hai cạnh tứ bằng nhau, đó là HA bằng HD. Chứng minh xong. Rồi bao nhiêu bạn hiểu toàn bộ câu A, giơ tay thì đếm. Hiếu không hiểu chỗ nào Hiếu? Tâm, Trí. Trí đi chơi rồi. Con đi chơi đâu thầy. Con không hiểu gì hết Trí. Dạ hay là chút để con mở. Bây giờ Song Hương chứng minh HD là tiếp tuyến của đường trần y là chứng minh mấy ý Song Hương? Cái nốt số 1 đầu tiên HD là tiếp tuyến thì chứng minh mấy ý? Dạ thầy là chứng minh tiếp tuyến nốt số 1. Trời ơi, phải chiếu lại nốt 1 cho con coi hoài con nè. Chứng minh tiếp tuyến chỉ có chứng minh mấy ý? Hai ý. Rồi nói cụ thể cho thầy bài này coi. Ý 1 là gì? HD, thấy HD chưa Song Hương? Dạ thấy. Ý 1 phải chứng minh HD làm gì? Này HD thuộc HD vuông góc, chỉ có điểm mới thuộc thôi. Chứ sao HD thuộc được? HD là đường sao thuộc? Chỉ có điểm mới thuộc. HD vuông góc với ai? HD vuông góc với AC. Vuông góc với DI. Trời ơi con đọc đề kỹ coi nó là tiếp tuyến của ai? Tiếp tuyến của Y thì phải tập trung vào chữ Y. HD vuông góc với ai? Dạ HD vuông góc với DI. Ý hai là gì? D thuộc thuộc ai? AC thuộc đường tròn Y. Trời ơi tiếp tuyến của Y mà con, sao con không có lập dành ý rõ ràng vậy? Con phải có cái dành ý rồi con mới làm được. Rồi nó là lần hai con Song Hương muốn chứng minh tiếp tuyến thì con làm gì? Dạ này là chứng minh HD vuông góc với DI và chứng minh D thuộc đường tròn căm Y. Hiểu cái dành ý chưa? Yeah. Rồi bây giờ tập trung từng món một nè. D thuộc đường tròn Y đã có chưa? Cần phải chứng minh nữa không? Nè lời văn này nè, lời văn này tôi đọc nè. D thuộc đường tròn Y cần phải chứng minh không? Không. Yeah. Vậy tập trung cái điều gì thôi? Dạ yeah. HD vuông góc với DI. Kỹ năng bài này thì phải nhớ luôn. Bài này suy nghĩ trong vòng 3 giây là ra. Tại sao HD vuông góc DI liền nè? Là toán cộng bình thường thôi, đó là ba ý. Ý một á là cái góc HAD bằng với góc HDA, thì lát nữa vì sao bằng thì mình sẽ chứng minh sau. Nhưng mà HAD bằng HDA con biết tại sao không Song Hương? Con biết không? HAD bằng HDA biết tại sao không? Con suy nghĩ lâu quá đi thôi.
Alo, Sông Hương có nghe thầy nói không? Sông Hương ơi là Sông Hương mà suy nghĩ chậm quá. Rồi, Hiếu. HAD bằng HDA là vì lý do gì Hiếu? Dạ. Cái dòng đầu HAD tiên bằng là lý do gì? hãy cho con coi cái hình không thầy? Thầy kéo xuống. Hình nè, con chiếu chiếu gì nữa con, cái hình tình hình đó mà. Dạ, để con. Hình trình hình phía dưới mà con thấy hả? Do cân hả thầy? Rồi con nhìn nó sao con phải tự tin quên lên chứ, chả lẽ con không tự tin nổi. HAD với HDA là cái Dạ cân hả thầy? con nói, nó chủ ngữ vị ngữ rằng là cái gì cân, con nói mà con không có chủ ngữ vị ngữ gì đó, nó cọc lốc vì ai mà thích được con. Dạ do tam giác HA tam giác HAD cân nên là HHA góc HAD bằng bằng góc HDA thầy. Rồi tương tự góc IDC với ICD sao bằng nhau? Dạ do tam giác IDC cân nên là góc IDC bằng góc CD ICD hả Vì sao cân? thầy? Dạ cùng do có ID bằng IC bằng R của bên trong tâm ô hả thầy? Còn sao tổng hai kia bằng 90? Dạ không biết nữa. Con nhìn hình đi, con sẽ thấy. Chả lẽ tới đâu thầy chỉ tới đó, nó kỳ lắm. Nó ghi ra tới chạm đấy tới đó rồi mà con không phân biệt nữa. Con nhìn hình đi, ráng nhìn coi HAD cộng với ICD sao ra 90. Thấy lý do chưa? Dạ do tam giác AHC vuông tại H vậy. Con có biết tam giác vuông thì hai góc nhọn cộng lại bao nhiêu độ không? Dạ 90 thầy. Rồi thầy đã sắp xếp toàn bộ rồi, vì suy ra góc HDI bằng nhiêu? HD bằng 90 độ thôi. Lý do? Lý do gì Lý thầy? do? Dạ không biết thầy. Trời ơi, con thấy nguyên cái đó là góc bẹt. Có sự thầy đã sắp xếp tới đó rồi, con nhìn không ra nữa. Thấy nguyên cái góc ADC là góc bẹt không? Dạ Và cuối cùng thầy đang hỏi góc HDI là bằng góc gì? Đọc bài giải luôn đi con. dạ ta có tam giác AHD cân tại H suy ra góc HAD bằng góc HDA lại có tam giác DIC cân tại Y do ID bằng IC bằng bán kính đường tròn tâm Y suy ra góc IDC bằng góc ICD mà góc HAD cộng góc ICD bằng 90 độ do tam giác AHC vuông tại H suy ra HD góc HDI bằng 180 độ trừ cho HD góc HDA cộng góc IDC bằng 180 độ trừ 90 độ bằng 90 độ suy ra HD vuông góc với DI mà D thuộc đường tròn tâm Y vậy HD là trực tuyến của đường tròn tâm Y. Bây giờ ba cái ý này của thầy nè, HAD thì đổi thành là HDA, ICD thì đổi thành là IDC. Như vậy thầy đã chứng minh ra được góc HDA cộng góc IDC là 90. Vì HDA cộng với IDC là 90 nên cái góc ở giữa là HDI là 180 trừ đi. Rồi tới đó con hiểu chưa?
Dạ rồi thầy. Rồi sau đó nếu cẩn thận á thì mình trình bày xét đường tròn y có HD vuông góc với DI chứng minh trên. Và ý thứ hai nữa, đó là D thuộc đường tròn y nữa nên HD là cái tuyến. Rồi bao nhiêu bạn hiểu toàn bộ câu B, giơ tay thầy đếm. Hưng với Hương hiểu chỗ nào? Hưng với Hương. Qua bài tập này thầy dặn dò một bài tập kinh điển của kiến thức lớp 7, đó là trong một tam giác đường trung tuyến mà đồng thời là một trong những đường như là đường cao, đường phân giác, vân vân, thì đó sẽ là tam giác cân. Đó là bài toán kinh điển của kiến thức tam giác cân. Hãy lưu ý dạng toán này tại vì cái đường đi này là đường đi ngắn nhất luôn rồi đó. Đường trung tuyến đồng hình là đường cao thì nó là tam giác cân nên HA bằng HD. Đây là kỹ thuật nó rất là dễ nhìn nhưng mà một số em là nhìn không ra. Và một cái lưu ý thứ hai nữa là cái thế này là cái thế cộng góc làm sao đó chín chục. Thế cộng góc là bằng cách lấy 180 trừ đi góc ở giữa hay là trừ đi hai góc hai bên thì ra được góc ở giữa ngay. Nên ở đây thì đề nghị là bài này ngẫm tới ngẫm lui, giải tới giải lui để cho thuộc lòng cái kỹ năng làm bài luôn. Được chưa Hiếu? Dạ rồi thầy. Rồi chụp màn hình bài 14-15 về nhà giải tương tự. Tại vì hình 14-15 nó giống như cái hình trên màn hình luôn rồi đó. Cái gì về giải từ từ sau. Được chưa? Như vậy bài tập về nhà là bài nấy con? Dạ bài 14-15 thầy. Rồi nhớ bài tập về nhà chưa? Dạ rồi. Rồi thôi bài mấy đứa nha. Có đứa nào hỏi bài vào trên trường không? Dạ chắc không có thầy. Rồi đứa nào hỏi thì cứ đưa lên group nha. Dạ, yeah, dạ yeah, rồi. Rồi, bye bye.